EcoSport Titanium 1.5 lít số tự động. Từ ngày ra mắt, xe Ford EcoSport luôn là gà đẻ trứng vàng cho Ford tại thị trường Việt Nam. Có thể định hình Ford EcoSport vào nhiều phân khúc xe khác nhau, tùy vào nhu cầu, giá tiền, kiểu dáng. Tuy nhiên, Ford EcoSport 2019 luôn cho thấy sức hot của mình, khi nhiều năm liền luôn một mình một ngựa trong phân khúc xe độ thị gầm cao cỡ nhỏ. Hiện nay, Ford Việt Nam phân phối Ford EcoSport 2019 với 5 phiên bản đã kể trên. Mức giá dao động từ 545 triệu cho phiên bản EcoSport Ambient MT đến 689 triệu cho phiên bản EcoSport Titanium 1.0 lít. Không khác biệt so với bản nâng cấp 2018, xe Ford EcoSport vẫn giữ cho mình kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4093mm, 2057mm, 1645mm. Cùng với đó là chiều dài cơ sở 2250mm, giúp chiếc xe có vẻ ngoài khỏe khoắn. Chiếc xe có vóc dáng cao ráo, đặc trưng của một chiếc Urban SUV, đầy đặn và cơ bắp đậm chất Mỹ. Thiết kế mới của xe EcoSport cho thấy sự đĩnh đạc hơn trong từng đường nét. Không còn dạng lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, phiên bản mới sử dụng lưới tổ ong chìm với hai thanh kim loại nổi phía trên, cùng với đường viền chrome tạo thần thái trưởng thành hơn cho xe. Hai bên vẫn là cụm đèn trước góc cạnh, dũng mãnh với đèn halogen dạng bóng chiếu, hỗ trợ tự động bật, tính năng Follow Me Home hẹn giờ bật đèn, tích hợp thêm giải LED, chiếu sáng ban ngày trên bản Titanium 1.0 lít, gạt mưa trước hỗ trợ cảm ứng hiện đại, tự động bật khi có mưa. Sườn xe nổi bật với một đường G kết nối tay nắm cửa, gầm xe và gầm bánh được dập nổi rất rõ, mang đến cảm giác hầm hố cho xe. Gương chiếu hậu ngoài sơn cùng màu thân xe, tương tự như tay nắm cửa, hỗ trợ chỉnh điện, tích hợp báo rẽ, đặc biệt là hỗ trợ cả tính năng sấy, đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái. Tùy theo phiên bản mà xe Ford EcoSport 2019 trang bị kiểu mâm đa chấu với bán kính 16 inch với lốp 205/65R16 trên bản Ambient. Còn loại mâm 17 inch kèm lốp 205/R17 ở các bản còn lại. Đuôi xe cũng được thiết kế lại, đặc biệt là cản sau khỏe khoắn hơn. Đèn hậu chìm vào bên trong khi đó chụp ốp bánh phụ nổi bật hơn cả. Phía trên là cánh hướng gió tích hợp đèn báo phanh trên cao. Các đường nét của bản mới được đánh giá là dứt khoát và cá tính rõ ràng hơn. Xe sẽ có tất cả 8 màu cơ bản: đen, nâu hổ phách, trắng, ghi, bạc, xanh dương, đỏ ngọc và đỏ hồng. Cảm giác đầu tiên khi bước vào khoang xe đó là sự thay đổi rất tích cực về cảm quan. Một khoang lái đẹp hơn, sang hơn hẳn. Mọi thứ được bố trí gọn gàng, tinh tế và rất nhẹ nhàng. Tông màu chủ đạo sang trọng với các điểm nhấn ở các đường viền bạc cùng một số chi tiết phụ sử dụng màu kem là nét đặc trưng của EcoSport mới. Thiết kế của xe vẫn hướng theo kiểu đối xứng thay vì hướng về phía người lái. Tay lái bọc da, hỗ trợ chỉnh 4 hướng. Ford EcoSport mới trang bị cả chìa khóa thông minh và tính năng khởi động bằng nút bấm, mang đến niềm hứng khởi cho người lái mỗi lần sử dụng xe. Cửa sổ chỉnh điện, vị trí ghế lái hỗ trợ chống kẹt, đảm bảo an toàn cho tài xế. Hệ thống thông tin giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 8 inch, dàn âm thanh 7 loa, kết nối USB, công nghệ điều khiển bằng giọng nói SYNC3. Đặc biệt là khoang hành khách sử dụng nhiều vật liệu cách âm, giúp hạn chế đáng kể tiếng ồn từ mặt đường và gió vọng vào. Ghế ngồi bọc da cao cấp, sử dụng thuần một tông màu đen thuần nên không thực sự nổi bật. Hàng ghế sau gập 60-40 linh hoạt. Với việc mở rộng chiều dài tổng thể, khoang hành lý trở nên rộng rãi hơn với dung tích chứa lên đến 348 lít và mở rộng lên 1.145 lít khi gập hoàn toàn hàng ghế sau. Động cơ 1.5 lít i3 Ti VCT thế hệ mới đúc bằng hợp kim nhôm giúp tăng công suất tối đa lên 120 mã lực tại 6.300 vòng trên phút. Moment xoắn cực đại là 151 nanomet tại 4.500 vòng trên phút. Tăng thêm khoảng 10 đơn vị với mỗi thông số so với bản cũ. Một trong những công nghệ mới được Ford đưa vào thế hệ mới là hộp số tự động thủy lực 6 cấp, thay cho loại 6 cấp ly hợp kép với ưu điểm chuyển số mượt, nhạy và cảm giác tăng tốc êm hơn. Hộp số sàn vẫn là loại 5 cấp quen thuộc, bổ sung thêm đèn nhắc chuyển số. Tất cả các phiên bản SUV đô thị này đều được lắp đặt trợ lực điện với cảm giác lái khá nhạy, kết hợp với số tự động cho trải nghiệm rất tốt. Hệ thống giảm xóc trước độc lập, kiểu MacPherson
kết hợp khung phụ và thanh cân bằng, còn hai bánh sau sử dụng kết cấu thanh xoắn kết hợp ống giảm chấn, giúp tăng độ ổn định khi xe vận hành, đặc biệt khi vật địa hình cho cảm giác êm hơn. Ford EcoSport 2019 hoàn toàn mới, sử dụng bộ khung xe làm bằng thép chịu lực cao, kết hợp thép boron siêu cứng để đảm bảo các thiết bị và hành khách bên trong khi xảy ra va chạm. Các tính năng an toàn luôn là điểm mạnh của hãng xe Mỹ, từ hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử cho đến ổn định thân xe, hỗ trợ khởi động ngang dốc và kiểm soát lực kéo, giúp người lái tự tin di chuyển trên hầu hết các cung đường. Để hỗ trợ người lái với thao tác đỗ xe thường nhật, EcoSport lắp đặt các cảm biến ở phía sau, kết hợp với camera lùi giúp cho người lái có tầm nhìn tốt hơn, hạn chế các va chạm không đáng có. Xe trang bị tối đa lên đến 6 túi khí, cùng với hệ thống cảnh báo thắt dây an toàn, đảm bảo hành khách ngồi yên tại ghế, cũng như các cửa sổ. Sẽ tự động khóa khi xe đạt 20 km/h, giảm thiểu nguy cơ chấn thương do sơ suất. Trên đây là video giới thiệu về Ford EcoSport Titanium phiên bản động cơ 1.5 lít số tự động. Mọi chi tiết liên quan đến khuyến mại, giá bán, so sánh review các phiên bản xe, vui lòng liên hệ theo hotline đính kèm trên video. Xin cảm ơn.